Vừa qua, Rick Reynolds là cựu quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đã cho biết là Đảng Dân Chủ của Nevada đang ở trong chế độ hoàn toàn hoảng loạn sau quyết định không chứng nhận chiến thắng ở địa phương do một số khác biệt. Và Tổng thống Donald Trump đã gọi quyết định này đó là một chiến thắng lớn, nói rằng nó có thể có tác động lớn. Bình luận của họ được đưa ra trong các dòng tweet liên quan đến cuộc đua vào Ủy ban quận Clark giữa Stavros Antony, đảng viên Đảng Cộng Hòa, và Ross Mueller thuộc Đảng Dân Chủ. Tờ Las Vegas Review Journal đưa tin, Mueller đã đánh bại Antony với 10 phiếu bầu. Tuy nhiên, đăng ký bầu cử, Joe Loria cho biết văn phòng của ông đã xác định là 139 sự khác biệt không thể giải thích được trong cuộc bầu cử. Theo Review Channel, sự khác biệt tương tự như những sai lệch được phát hiện trong toàn quận, bao gồm cả lỗi bỏ phiếu sớm và đăng ký ngày bầu cử. Cũng có những vấn đề liên quan đến việc theo dõi tiến trình của các lá phiếu qua thử. Tờ báo cho biết là vì sự chênh lệch nhiều hơn tỷ lệ chiến thắng trong cuộc thi, nên nó đã đặt ra câu hỏi về tính hợp lệ của kết quả cuộc đua. Và bây giờ các quan chức quận đã chỉ đạo Gloria đưa ra các lựa chọn cho một cuộc bầu cử đặc biệt để mà quyết định cuộc đua. Reynolds đã tweet ra là Đảng Dân Chủ Nevada đã đang ở trong chế độ hoàn toàn hoảng loạn. Quận Clark ném ra cả một cuộc đua vì gian lận. Toàn bộ lá phiếu của quận hiện đang bị nghi ngờ và Đảng Dân Chủ đang hoảng sợ. Và Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã tweet rằng chiến thắng lớn cách đây vài phút ở bang Nevada, cuộc đua của tất cả các ủy viên của Đảng Dân Chủ trên cùng một lá phiếu với Tổng thống vừa bị loại và vì sự khác biệt lớn và cử tri. Các quan chức quận Clark không tin tưởng vào an ninh bầu cử của chính họ có một sự ảnh hưởng rất lớn và chúng ta hãy chờ xem những gì sẽ diễn ra trong thời gian tới đây. Nhiều người Mỹ gốc Việt chúng ta tỏ rõ lập trường khi là vừa qua, tập đoàn Caravan Việt USA for Trump đã từ khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ tập trung trước tới cả pháp viện Washington DC và bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump và chánh án Amy Barrett, người được Tổng thống đề cử thay thế cho cố thẩm phán Jean Byrd đã qua đời. Vừa qua là cũng là ngày thứ hai mà bà Barrett tham dự cuộc điều trần tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, bước sơ khởi để toàn thể thượng viện quyết định có chấp thuận cho bà trở thành thẩm phán thứ 9 trong cơ quan tư pháp cao nhất Hoa Kỳ hay không. Đây là tiếng nói của rất nhiều người Mỹ gốc Việt chúng ta thể hiện về sự ủng hộ Tổng thống đương kim ở thủ đô, bao gồm nhiều nhóm từ các bang như là South Carolina, North Carolina, Florida, Texas, Washington DC, California, đã lái xe đến Washington DC để mà tăng băng rôn cũng như là nói lên những cái lời nói của mình. Ông Trịnh Huỳnh, cư dân của Florida, có mặt tại buổi tuần hành. Vì ông có một niềm tin rất là mãnh liệt, ông chia sẻ rằng: "Tôi kêu gọi ủng hộ Tổng thống Trump vì ông là người mang lại nhiều lợi ích cho nước Mỹ. Ông Trump là người chống lại những bất công. Ông ấy mang lại công bằng cho nước Mỹ, cho dân Mỹ và có thể nói là cho thế giới này." Khi được đặt câu hỏi cụ thể là những điều mà Tổng thống Donald Trump đã làm để mang lại công bằng cho nước Mỹ và cho thế giới, thì ông Trịnh chia sẻ lại: "Tôi tin là ông Trump là người đem lại sự công bằng cho người Việt tị nạn, có lợi cho người Việt tị nạn." Bà Bích Vân là Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam tại hải ngoại, là cư dân của Cali, nói một cách rất hào hứng khi được hỏi là lý do bà có mặt trong cái buổi tuần hành: "Tôi ủng hộ Tổng thống Donald Trump đánh Trung Quốc cho chúng tôi. Chúng tôi đã tị nạn mấy chục năm rồi. Tổng thống làm được những việc mà không có đời Tổng thống nào làm được hết. Ông hứa gì thì ông làm đúng tất cả như vậy. Ông đem lại tất cả công ăn việc làm cho nước Mỹ và đóng băng tài khoản của Tàu Cộng. Chúng tôi hoan nghênh ông vô cùng và chia sẻ như vậy." Bà Vân cũng chỉ vào biểu ngữ có hình Đức Mẹ được nhóm người tuần hành mang theo. Bà nói rằng: "Xin Chúa Đức Mẹ ban cho ông sức khỏe để ông có tinh thần đấu tranh, giữ vững nước Mỹ và toàn thế giới luôn. Thế giới trông mong vào ông. Và ông là Tổng thống của Mỹ, một Tổng thống có sức ảnh hưởng rất lớn." Thông tin sau đây cũng là cảnh tỉnh cho nhiều người Mỹ gốc Việt chúng ta, có một số thành phần đã dính vào vụ này.
cảnh sát đã ập vào sòng bài bất hợp pháp bên trong một cửa hàng bỏ trống ở Anaheim và đã bắt giữ hàng chục người. Theo nhật báo The Orange County Register dẫn lời từ cảnh sát cho hay, cảnh sát thực hiện lệnh khám xét cửa hàng bán cây kiểng đã nghỉ kinh doanh ở số 1676 ở đường Lincoln. Theo sở cảnh sát Anaheim cho biết, khoảng 70 người bên trong cửa hàng đã bị bắt và thẩm vấn, theo trung sĩ Sean Carringer, phát ngôn viên sở cảnh sát. Trong cửa hàng này có nhiều máy chơi bài và bàn đánh bài điện tử. Ông Carringer cho biết, trong số những người bị bắt, cảnh sát viết trát tòa cho 25 người rồi thả ngay tại chỗ. Những trát tòa này có nhiều nội dung khác nhau, từ sở hữu ma túy đến có mặt tại sòng bài bất hợp pháp. 13 người khác bị đưa vô nhà tù Anaheim vì tội nặng hơn như là điều hành sòng bài bất hợp pháp, theo ông Carringer cho biết. Những nơi như thế này đó là ổ tội phạm. Ông nói thêm, ông cho biết thêm rằng sòng bài này hoạt động được vài tháng. Cảnh sát còn tìm thấy ở hiện trường ít nhất 3 khẩu súng, ma túy và vật dụng để chơi ma túy, theo ông Carringer. Các giới chức sẽ tịch thu tiền bạc cũng như là máy đánh bài ở đây, ông cho hay, không có tin gì về thương vong trong vụ đột kích này. Và đây cũng là niềm cảnh báo cho nhiều người Mỹ gốc Việt chúng ta. Bởi đây, khu vực này cũng rất nhiều người Mỹ gốc Việt chúng ta đang sinh sống. Hiện tại, người Việt chúng ta sống tại hải ngoại đặt ra nhiều câu hỏi là người Việt ở nước ngoài có quay về Việt Nam hay không? Bởi vì những người tài giỏi toàn làm việc và định cư ở nước ngoài. Đối với người Việt ở tại hải ngoại, ở lại hay trở về nước cũng không quan trọng bằng là tấm lòng luôn hướng về quê hương. Trong một cuộc phỏng vấn, một Việt kiều tiêu biểu tại Mỹ đã chia sẻ rằng thời gian sinh sống ở Mỹ và đã gặp nhiều kiều bào lâu năm ở đây luôn trăn trở với việc tìm cách nào để mà có thể cống hiến cho quê hương, nhưng vẫn thấy hoàn toàn bế tắc. Tuy nhiên, bà cũng nói rằng nếu nhà nước tạo được cơ hội tốt thì nguồn chất xám rồi sẽ quay trở về. Xung quanh câu chuyện, liệu là Việt kiều có trở về nước để mà giúp đỡ cho quê hương hay không? Và đây là chia sẻ của một số người Mỹ gốc Việt hoặc là người Việt sống ở tại Úc chia sẻ những con người tài năng đang sống ở tại hải ngoại chia sẻ về suy nghĩ của mình. Tôi rất mừng khi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia được thành lập và đây có thể là một cách để mà thu hút người tài và cũng giúp phát triển khoa học ở Việt Nam cao và nhanh hơn. Tuy nhiên, quỹ cần thu hút nhiều hơn những người Việt ở nước ngoài về cộng tác trong nước. Lấy ví dụ là tôi có thể về Việt Nam ở và làm việc nhưng bạn bè khuyên rằng những việc tôi làm ở bên Mỹ nhưng liên quan hướng về Việt Nam cũng là có đóng góp và đó là trực tiếp cho sự phát triển ở trong nước. Và cụ thể tôi nghiên cứu và chuẩn tiếng Việt cho máy tính, tức là tôi đang giúp cho quê hương. Tôi được Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội mời trao đổi về tập thơ tuyệt vời Spring Essence. Tập thơ mà tôi đã dựng mẫu, chữ nôm khi nghiên cứu để mà số hóa dân nhạc Việt Nam. Tôi đã từng được phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc hỗ trợ hết sức. Và nhờ đó, chúng tôi đã đưa các nghiên cứu về dân nhạc Việt đến với các hội nghị quốc tế tại Mỹ và tôi rất cảm kích và cho đó là cách nhìn xa, trông rộng hơn. Chia sẻ của doanh nhân Võ Thành Đăng. Doanh nhân này nói rằng khi du học ở Úc và New Zealand, tôi thấy rất nhiều cơ hội cho mình ở nước ngoài. Khi nhập quốc tịch Singapore vào năm 2007, tôi cũng không nghĩ mình trở về Việt Nam để mà kinh doanh. Thế nhưng với những chuyển biến tích cực sau khi về Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2006, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi nhìn thấy đây là cơ hội cho những người sống ở nước ngoài có thể trở về và phát triển sự nghiệp ở quê hương. Và hiện nay Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, chính phủ và nhà nước đã có nhiều chính sách sát sườn để mà hỗ trợ cho những Việt kiều như chúng tôi. Và đặc biệt Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cũng luôn là nhịp cầu giúp đỡ cho chúng tôi tổ chức sự kiện và kết nối chúng tôi với những người chung chí hướng. Với những kiều bào trẻ tuổi, họ luôn được chào đón, khuyến khích khởi nghiệp tại quê hương và được tạo nhiều điều kiện rất thuận lợi. Chúng tôi mong muốn trong nước có thêm nhiều kênh cập nhật thông tin chính thống nhất, mới nhất, những chính sách đúng đắn kịp thời và những diễn đàn để mà kiều bào có thể dễ dàng kết nối và chia sẻ với nhau. Kiều bào rất cần nhiều kênh như vậy để có thể tiếp cận cân bằng so sánh và chọn lọc chính xác
khi chúng ta làm tốt công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh Việt ra thế giới tích cực hơn, thì kiều bào có thêm niềm tin, niềm tự hào và động lực để mà quay trở về lập nghiệp và được góp công, góp sức xây dựng quê hương. Chắc hẳn thông tin sau sẽ có thể ảnh hưởng ít nhiều đến với rất nhiều sinh viên Việt muốn sang Mỹ để mà du học. Việt Nam nằm trong số hàng chục quốc gia mà Bộ An ninh Nội địa của Mỹ đề xuất thay đổi để hạn chế thị thực đối với sinh viên nhằm giảm thiểu gian lận và tăng cường an ninh quốc gia. Thế thì tại sao lại trong danh sách này? Theo đề xuất mới nhất của Bộ An ninh Nội địa của Mỹ DHS, mới công bố trên công báo chính phủ để lấy ý kiến công chúng, thì thị thực cho những sinh viên có quốc tịch hoặc là được sinh ra ở 59 quốc gia, trong đó phần lớn là các nước châu Phi cùng với một số nước Trung Đông cũng như là châu Á, bao gồm cả Việt Nam, sẽ bị hạn chế trong 2 năm. Đối với phần lớn thị thực visa sinh viên nói chung, bộ này đề xuất ấn định thị thực hết hạn sau 4 năm, cho dù nếu sinh viên đăng ký học trong một chương trình dài hơn hoặc là cần thêm thời gian để hoàn thành và lấy được bằng. Các nước trong danh sách này theo DHS hoặc là tài trợ việc không hợp lý, hoặc là có tỷ lệ công dân ở lại Mỹ quá thời gian thị thực từ 10% trở lên. Việt Nam nằm trong số các quốc gia cùng với Philippines và khu vực Đông Nam Á có lượng người ở quá hạn visa đủ để DHS đưa vào đề xuất giới hạn thị thực 2 năm. Theo đó thì các sinh viên sinh ra ở các quốc gia bị nêu tên dù đang sống ở các nước không nằm trong danh sách này vẫn bị áp dụng luật mới đề xuất khi xin học ở Mỹ. Theo luật sư Di Chú Khanh Phạm, những thay đổi này chỉ áp dụng cho visa du học mà thôi. Bộ An ninh Nội địa của Mỹ nói rằng trước hết họ muốn hạn chế lại thời gian visa cho những người du học sinh ở Mỹ. Luật sư chia sẻ lại, trước đây DHS cho visa theo thời gian học, vẫn học thì vẫn còn visa. Nhưng giờ đây họ chỉ cho thời gian ở tối đa là 4 năm. Và nếu đề xuất này được áp dụng thì sinh viên chỉ được ở tối đa 4 năm. Và nếu họ muốn ở lại thêm phải xin sở di trú gia hạn visa. Theo những thay đổi mới được DHS đề xuất thì bất cứ ai thuộc diện trên muốn ở lại lâu hơn phải xin gia hạn hoặc là xin cấp thị thực mới. Theo như vị luật sư Khanh hiện đang hành nghề ở Houston, Texas, sở di trú sẽ xem xét liệu trong thời gian học sinh có tiến triển trong ngành học của họ hay không, hay là họ đang kéo dài thời gian, và nếu như sở di trú thấy họ kéo dài thời gian thì có thể bác đơn xin gia hạn đó. Việt Nam nằm trong danh sách những nước bị hạn chế thời gian thị thực tối đa 2 năm, và theo như luật sư Khanh thì sinh viên du học từ Việt Nam cũng sẽ phải xin sở di trú gia hạn visa sau 2 năm đó. Theo vị giáo sư Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Catholic University of America, chia sẻ là ông không ngạc nhiên khi Việt Nam nằm trong danh sách các nước có số lượng người ở quá hạn visa trên 10%, vì ông đã thấy nhiều sinh viên qua Mỹ học và muốn ở lại mặc dù ở trường CUA của ông chưa có trường hợp sinh viên Việt Nam nào vi phạm quy định này. F1 visa cho sinh viên du học rất là lỏng lẻo, cho theo điều kiện khi sinh viên còn ở Mỹ hợp pháp theo đơn I-20, khi chứng minh là vẫn đang học trong trường thì visa vẫn có giá trị. Theo vị giáo sư Cường cho biết, nhiều sinh viên lợi dụng ở rất là lâu, có lúc bằng cử nhân 4 năm mà họ có thể gia hạn đến 6 đến 7 năm, nên DHS đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy. Thông báo của DHS cho biết là bộ này cũng đề xuất yêu cầu ấn định thời gian thị thực cho cả những người đến Mỹ theo chương trình khách trao đổi và đại diện truyền thông thông tin nước ngoài để mà khuyến khích việc tuân thủ chương trình bên cạnh việc giảm thiểu gian lận và tăng cường an ninh quốc gia. Theo như vị giáo sư này, đề xuất này có thể làm cho một số sinh viên Việt Nam thấy khó khăn và không muốn đi du học ở Mỹ nữa vì Việt Nam trong danh sách bị hạn chế visa 2 năm ở Mỹ. Nhưng theo giáo sư Cường thì điều này không đáng lo ngại nếu như sinh viên đi học đàng hoàng và có lý do hợp lý. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.